YouTube loại bỏ đếm thời gian trước khi qua quảng cáo. YouTube đang thử nghiệm loại bỏ toàn bộ đếm thời gian hiển thị trước khi mà người dùng ấn nút bỏ qua quảng cáo, khiến họ không biết khi nào kết thúc gián đoạn này. Người dùng ngày càng khó chịu với tình trạng quảng cáo xuất hiện quá nhiều trên YouTube, đặc biệt là khi nền tảng này liên tục đưa ra các biện pháp ngăn chặn người dùng sử dụng các ứng dụng hay tiện ích để chặn quảng cáo xem. Với việc quảng cáo là nguồn thu chính với người sáng tạo nội dung trên YouTube, chẳng bao lâu nữa, YouTube có thể sẽ không để người dùng có trải nghiệm êm ả, ngay cả khi đã chấp nhận bỏ ra vài giây đầu để chặn quảng cáo. Theo Android Police, một đếm ngược trước khi người dùng nhấn nút bỏ qua quảng cáo trên YouTube có khả năng sẽ biến mất trong tương lai. Cụ thể, theo phản hồi của một số người dùng YouTube ngày qua, đã xuất hiện một số khoảng trống hình chữ nhật màu xám đè lên bộ đếm thời gian trước khi quảng cáo xuất hiện trong khi họ sử dụng YouTube trên máy tính. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện trên bản YouTube dành cho điện thoại Android. Điều khác biệt chính là so trải nghiệm trên máy tính là không hình chữ nhật màu xám đè lên, mà thay vào đó bộ đếm thời gian hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, dù không có bộ đếm ngược thời gian, nút bỏ qua quảng cáo sẽ xuất hiện sau một khoảng thời gian nhất định. Android Police cho rằng dường như là một động thái cố tình của YouTube để khiến người dùng tin rằng quảng cáo không thể bỏ qua. Dù chỉ một thay đổi nhỏ, nhưng đây sẽ trở thành một hành vi chuẩn mực của YouTube trong tương lai.